Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái template cơ bản trong Ring MVC được không? Thì đầu tiên mình sẽ tạo ra một cái project mới. Dynamic Web Project. Mình đặt tên là Demo Template Basic. Và mình nhấn Next. Yes. Và mình tích cho cái generate web HTML. Thì để sử dụng được các file project demo template này thì mình cần phải có các file ra cấu hình thư viện như sau. Các bạn có thể lên mạng và tạo các file JAR này về. Mình sẽ copy các file JAR này và mình bỏ vào cái folder in để mà mình cấu hình đặt để nó thể tạo ra được các điều kiện cần thiết cho cái ứng dụng web của mình. Tiếp theo thì mình sẽ cấu hình cho cái file web cho HTML này. Mình sẽ cấu hình cho cái file web HTML như sau. Thì trong cái web HTML này thì mình có cái cấu hình có cái thẻ là Sermonet Mapping. Thì cái thẻ này dùng để định nghĩa cái URL có cái mẫu, có cái cấu trúc như thế nào thì nó sẽ gọi về cái file dispatcher.net. Thì ở đây mình định nghĩa cái mẫu đường dẫn là .html. Thì đúng với cái đường dẫn này thì nó mới gọi về cái file dispatcher.net. Rồi mình cũng có cấu hình section config để mà xác định cái thời gian timeout của cái ứng dụng web của mình. Rồi ở cái welcome file này thì mình sẽ định nghĩa cái trang mồi cho cái ứng dụng web. Rồi mình sẽ tạo ra cái trang mồi cho cái ứng dụng web của mình. Thì mình sẽ cho web bằng tên và tạo ra cái trang mồi. Mình đặt tên là redirect.csp. Rồi cái trang mồi này thì mình sẽ xóa cái phần này đi. Rồi mình sẽ định nghĩa khi mà người ta gọi cái ứng dụng web thì mình sẽ trỏ về cái controller nào. Thì mình sẽ gọi về cái đồ mẫu .html. Rồi sau đây thì mình sẽ tạo ra thêm một cái file là dispatcher.net. Sau đây mình tạo ra một cái file dispatcher.net .html. Thì
trong cái file bitpatcher.cns này thì thằng Định nó sẽ cấu hình để mà tạo ra cái ứng dụng ghép cho mình. Ở đây thì nó sẽ có các thẻ bit để mà nó tạo ra các thư kiện cần thiết cho ứng dụng ghép của mình. Ở đây thì nó có cái bay bánh kịch, thì cái bay bánh kịch này có tác dụng là khi mà ứng dụng web nó sẽ xác định ra được một cái bánh kịch gốc của cái ứng dụng đó là tên là gì. Thì ở đây mình đặt tên là demo sao, tức là cái bánh kịch gốc sẽ là demo. Rồi ở đây thì có cái annotation driver, thì để xác định sẽ cho phép sử dụng các annotation trong cái khởi tạo ứng dụng của mình. Rồi có cái thẻ pin với cái ID là view của server, thì cái view của server này có ý nghĩa là xác định các folder để mà mình lưu cái file JSP, tức là lưu các view của các trần ở đâu. Rồi mình ở trong thư mục web info thì mình sẽ tạo ra một cái folder là GFP. Cái folder GFP này thì mình sẽ dùng để chứa các file template, các file view của cái controller. Rồi ở trên cái mục swap, Java swap này thì mình sẽ tạo ra một cái backlink là demo.controller. Vì cái bay kịch ở bên Dispatcher.xml thì mình đã định nghĩa cái bay kịch là demo, thì bên này thì mình phải tạo ra một cái demo.container hoặc là demo để mà nó nhận biết được cái controller thuộc này cái phụ của gốc nào, và mình tạo ra một cái bay kịch khác là demo.entity chẳng hạn. Rồi cái trang hồi này thì mình sẽ đi direct về cái trang home.html. Rồi sau đây thì mình sẽ tạo ra một cái là controller là home controller. Rồi để xác định cái class này là một controller thì mình phải sử dụng cái annotation controller. Thì mình sẽ dùng cái annotation là controller và cái thư kiện là org.định.enterTime. Rồi mình cũng khai báo một cái annotation request map để mà mình định nghĩa cái đường dẫn cho cái controller này, mình nghĩa là home. Rồi mình sẽ tạo ra một cái hàm. Index. Và mình cũng định nghĩa cái đường dẫn cho cái hàm này. Rồi những kiểu method sẽ bằng request method chấm ghép, cái kiểu về là kiểu ghép, tức là nhận những kiểu về. Rồi mình sẽ đi tên về. Cái bộ chấm index. Rồi trong cái folder GP này thì mình sẽ tạo ra một cái folder là home. Rồi mình trong folder home thì mình tạo ra một cái trang index.gp.
trong này thì mình hiện chỉ ra cái dòng hello world chẳng hạn. Rồi mình chọn cái web bây giờ bằng Firefox để mà mình đăng ký ứng dụng web này trên Firefox. Rồi mình sẽ đăng ký ở Z này. Nó chạy lên nó báo nói là bộ này bộ, tức là nó cũng tìm được đường dẫn thì mình kiểm tra lại thì cho là mình ở chỗ này mình để là dấu chấm thì mình sẽ sửa lại dấu chấm như thế này và mình sẽ đăng lại rồi chết. Đó thì nó đã ra được cái trang thêm mua như vậy. Rồi tiếp theo thì mình sẽ tạo ra dựng cái template basic cơ bản. Thì để tạo được template này thì mình cần phải có một cái file type.xml để mà cấu hình các thư viện. Thì ở trong web info thì mình sẽ tạo ra một cái file type.xml. Thì các bạn sẽ tạo ra một cái file type.xml và viết cuộn cấu hình cho nó như sau. Rồi tiếp theo thì trong cái folder GMP này thì mình sẽ tạo ra một cái folder là template. Rồi trong folder template thì mình sẽ tạo ra một cái trang GMP nữa. Trang GMP này sẽ được đặt là template user. Để sử dụng được thư viện type thì mình, ở trên này mình phải khai báo mình đặt cái defix là bằng type. Rồi mình, cái UI thì mình sẽ chọn tới cái type.apache.org xuyên tháp type. Trong cái template chooser này thì mình sẽ viết code như sau. Ở đây thì mình sẽ tạo ra cái menu đơn giản thì có các thẻ A rồi nó có cái đường dẫn mà tới chọn tới cái thư mục folder gốc của cái project của mình thì mình phải khai báo một cái chuỗi như vậy. Rồi thì mình sẽ xác định cái phần mà có cái phần nội dung mà thay đổi thì ở dưới này. Thì để định nghĩa cái phần thay đổi thì mình phải gọi cái type và gọi cái thẻ là insert attribute và mình đặt tên cho cái thẻ này là content, tức là cái phần mà nội dung thay đổi thì nó sẽ định nghĩa ở đây, còn các phần ở trên này là phần menu thì là cố định. Rồi ở dưới này là cái phần footer. Tiếp theo thì mình sẽ viết cấu hình cho cái file type.xml này.
thì mình sẽ tạo ra một cái thẻ definition và mình đặt tên cho thẻ là my template, và cái template này thì mình sẽ chọn tới cái file template chữ sơ của mình. Cái thẻ definition này thì mình sẽ xác định cái đường dẫn mà đi tới cái file template user.jsp. Tiếp theo thì mình sẽ định nghĩa cái đường dẫn cho cái container là hộ container. Mình sẽ định nghĩa cái đường dẫn mặc định của nó là hộ chấm index, mình xác định được cái đường dẫn mặc định của nó. Rồi cái định nghĩa này thì mình sẽ thêm một cái phần extension, tức là nó kế thừa từ cái my template ở trên này. Tiếp theo thì mình sẽ xác định cái đường dẫn cho cái trang index của cái container là home ở đây. Mình sẽ dùng cái thẻ là put attribute, nên là name là bằng content và new là bằng cái folder, chọn lấy cái folder zip get info rồi folder zp rồi chỗ folder home và vô cái trang index trong zp ở đây. Rồi trong cái file template trụ sơ này thì để mà mình có thể gõ tiếng Việt thì mình phải thay đổi cái cha set này là bằng UTF-8. Rồi cái pay encoding này mình cũng sửa là UTF-8 luôn. Rồi cái trang index của cái home controller thì mình sẽ sửa lại là trang home, trang chủ nữa, trang home nữa. Tiếp theo thì mình sẽ chuyển sửa cái cấu hình cho cái Dispatcher SNS này. Mình sẽ bỏ cái view view này và mình thay bằng cái cấu hình như sau. Thì ở đây cái view server thì mình sẽ cấu hình chỉ ra đây là chỉ ra ở đây là sẽ loát các thư viện thay lên. Rồi còn cái thay configure này thì sẽ trỏ ra cái trỏ cái file trỏ tới cái file thay.xml để mà xác định các thông số để mà cấu hình gọi đến cái template nào, rồi cái phần thay đổi là phần nào ở trong cái thay.xml này. Rồi, cái hộp gần controller này thì mình sửa cái dấu chuyển thành cái dấu chấm. Tại vì bây giờ mình đã sử dụng cái thư viện thay để mà mình cấu hình cái template, nên là mình sẽ sửa dấu chuyển thành dấu chấm như vậy. Rồi ở trong thư viện thay thì các bạn chú ý là phải ghi đúng cái đường dẫn tới cái folder là template, rồi chọn tới cái file là template-user.jsp. Đây là cái file template của mình, còn đây là cái định nghĩa cái phần thay đổi thì của cái trang home.index này, thì mình cũng phải chọn về đúng cái đường dẫn, chọn về đây cái folder home và cái trang index.jsp. Rồi sau đây mình run đồ z. Thì nó ra được cái giao diện như vậy. Tiếp theo thì mình sẽ tạo ra các container đã ở about container. Rồi ở đây thì mình sửa cái đường dẫn nó lại thành about. Rồi mình cũng tạo ra một cái folder là about us.
Rồi mình cũng tạo ra một cái trang index.jp ở trong cái folder about này. Rồi mình sửa lại chỗ này là trang about ấy. Rồi mình tạo tiếp một cái container nữa là new container. Tự mình cũng sửa lại cái đường dẫn. Rồi mình cũng tạo ra một cái folder là new. Rồi tương tự mình cũng tạo ra một cái trang DNP trong cái folder new này. Mình sửa chỗ tiêu đề thành trang new. Rồi mình dỗ cái file thay chấm email và mình cấu hình cho cái phần thay đổi cho các trần trận đơ là about us và new. Chỗ này mình sẽ sửa lại cái tên đường dẫn là thành about us chấm new. Và mình cũng sửa lại cái đường dẫn cho nó. Tương tự mình cũng sửa cho cái new container. Bên template user thì mình sẽ tạo ra các thẻ à, có cái đường dẫn chọn tới các trang index của từng container một. Rồi mình run project này. Rồi sau khi mình đăng thì nó ra được cái giao diện như này và mình kích cho cái menu thì nó đã chuyển thành nội dung sang thay đổi rồi. Đó thì mình đã hướng dẫn các bạn tạo ra một cái template cơ bản như vậy. Rồi sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái template sử dụng Bootstrap để làm một cái template đẹp hoàn chỉnh. Buổi hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc.